trình truyền hình Phụ nữ quyền năng do công ty Tinker Media phối hợp HTV TNS sản xuất đã kết thúc mùa đầu tiên với 25 talk show và một đêm gala hoành tráng, vinh danh 50 nhân vật phụ nữ quyền năng hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Tiếp nối thành công của mùa đầu tiên, nhà sản xuất Tinker Media sẽ tiếp tục bắt tay thực hiện ghi hình cho mùa 2 với sự tham gia của 100 nhân vật phụ nữ tài sắc vẹn toàn trên khắp mọi miền đất nước và cả những người phụ nữ Việt đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Đến với chương trình, các nhân vật sẽ chia sẻ những câu chuyện hỉ, nộ, ái, ố của mình qua ba chuyên mục: chuyện nghề, chuyện đời và chuyện tài, thể hiện qua các năng khiếu nghệ thuật, thông qua đó mang lại những câu chuyện truyền cảm hứng và nhiều bài học kinh nghiệm bổ ích cho các khán giả theo dõi chương trình. Trong mùa 2, Phụ nữ quyền năng sẽ tăng số lượng chương trình lên thành 50 talk show với thời lượng 30 phút và một gala tổng kết kinh doanh top 100 với thời lượng 90 phút phát sóng liên tục trong một năm, bắt đầu từ ngày 20 tháng 10 năm 2018. Ngoài ra, chương trình cũng sẽ thay đổi khung giờ phát sóng vào lúc 19:45 đến 20:15 tối thứ Bảy trên kênh Thuần Việt HD và 20:00 đến 20:30 trên kênh Thuần Việt. Đồng thời, khán giả cũng có thể theo dõi chương trình mọi lúc, mọi nơi trên nhiều nền tảng online khác nhau như kênh HB Love của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, truyền hình Internet FPT Play, kênh YouTube của nhà sản xuất Tinker Media. Đặc biệt, Phụ nữ quyền năng còn được nhiều cơ quan truyền thông bảo trợ thông tin như tạp chí Kết nối Doanh nhân, Văn hóa Doanh nhân, Người nổi tiếng, Diwan TV, Star Talk, Phụ nữ ngày nay, Thế giới văn hóa, Ngôi sao Doanh nhân. Các đơn vị cá nhân có nhu cầu quảng bá thương hiệu trong chương trình vui lòng liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn Tinker Media qua số điện thoại 028 541 37577 hoặc fanpage facebook.com/tinkermediatalk và facebook.com/phụ nữ quyền năng VN. Xin cảm ơn.